Sau hai lượt trận ở bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã có kết quả một chiến thắng và một thất bại, thu được 3 điểm và hiện đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng trước trận đấu quyết định. Trong trận cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản, trong khi đội tuyển nữ Uzbekistan có 3 điểm sẽ đối đầu với đội cuối bảng Ấn Độ. Để đảm bảo giành ngôi Á quân bảng và cơ hội so sánh thành tích với các đội Á quân bảng khác, đội tuyển nữ Việt Nam phải chiến thắng đội tuyển nữ Nhật Bản hoặc hy vọng vào kết quả bất lợi của Uzbekistan trước Ấn Độ. Tuy nhiên, cả hai điều kiện này đều không dễ dàng. Về mặt thực lực, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở một cấp độ thấp hơn so với đội tuyển nữ Nhật Bản. Trong hai lần gặp gỡ gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại và lưới bị đục lỗ đến 10 lần. Đáng chú ý, tại ASEAN 19, dù đội tuyển nữ Nhật Bản có đội hình trẻ tuổi, họ vẫn giành chiến thắng với tỷ số 7-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng nữ Nhật Bản đã có nhiều thành tích xuất sắc tại sân chơi quốc tế với một chức vô địch và một lần về nhì tại World Cup. Tại giải đấu vừa diễn ra tại Úc và New Zealand, họ cũng thi đấu rất ấn tượng, chỉ bị loại sau một trận tứ kết đầy kịch tính trước Thụy Điển. Tính đến nay, sự kỹ thuật, tư duy chiến thuật, sức mạnh và sức bền của đội tuyển nữ Nhật Bản đều vượt trội so với các cầu thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Lối chơi của họ bao gồm sự đập nhà với tốc độ cao, chuyển động bóng nhanh chóng và các cú dứt điểm sắc bén nhờ vào những ngôi sao tấn công hàng đầu như Saki Kumagai, 143 lần khoác áo đội tuyển, Mina Tanaka, 28 bàn sau 71 trận, và Yui Hasegawa, một cầu thủ nữ đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City, giúp đội tuyển nữ Nhật Bản trở thành nỗi ác mộng của các đối thủ. Tại ASEAN 19, họ đã đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 7-0, đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 8-1, đội tuyển nữ Triều Tiên với tỷ số 4-1 và đội tuyển nữ Trung Quốc với tỷ số 4-3. Tại vòng loại Olympic, đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Ấn Độ và 2-0 trước Uzbekistan, mặc dù họ chưa tung ra đội hình mạnh nhất. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc trong cuộc thi. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Nhật Bản duy trì sức mạnh ổn định, đội tuyển nữ Việt Nam lại đối diện với khó khăn khi các trụ cột không còn ổn định và lứa trẻ chưa thể thể hiện sự tỏa sáng. Với lối chơi và đội hình cũ, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải liên tục vá víu để bù đắp khoảng trống trong chiến thuật bằng kinh nghiệm của các ngôi sao như Hải Yến, Kim Thanh, Dương Thị Vân và Huỳnh Như. Trong trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay, kinh nghiệm của các trụ cột cùng tinh thần thi đấu sẽ là điểm tựa cho đội tuyển nữ Việt Nam khi họ mơ về một phép lạ. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với nghị lực đã được cấy sâu trong nhiều năm qua, Huỳnh Như và các đồng đội có thể rời giải sớm, nhưng đây sẽ là lời chia tay đẹp mắt. Họ có cơ hội để thi đấu một trận để tạo đà tâm lý cho các giải đấu sắp tới. Nếu không thể vượt qua vòng loại thứ hai, trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản có thể là trận cuối cùng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyên gia Đoàn Minh Sương chia sẻ, trong năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu, nhưng nguồn lực hạn chế chỉ có khoảng 20-30 cầu thủ. Việc thi đấu liên tục tại ASEAN và vòng loại thứ hai Olympic đã dẫn đến sự mệt mỏi của các cầu thủ nữ Việt Nam và kết quả không như mong đợi. Ngược lại, đội tuyển nữ Nhật Bản đã quản lý tài nguyên cẩn thận, thi đấu với đội trẻ tại ASEAN 19, sau đó sử dụng đội hình chủ lực tại vòng loại Olympic giúp họ duy trì phong độ ổn định. Sự khác biệt về trình độ và nguồn lực đã tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa hai đội bóng.